Mệt ghê, đã kêu là về sớm rồi. Chuẩn bị để vợ đi á hả? Đi sinh nhật bạn mà giờ này chưa về nữa. Đây, anh về rồi đây. Em nói với anh sao? Em nói là về sớm để hôm nay em đi sinh nhật mà. Bây giờ mới về, anh coi bây giờ về rồi lấy gì đi sinh nhật nữa. Chết, vậy trễ rồi hả? Trễ rồi, sao đi nữa? Ủa, vậy thôi em ở nhà luôn đi. Vô dọn cơm cho anh ăn, anh đói bụng quá à. Cơm gì? Cơm ăn cơm. Gì á, nay em đi sinh nhật mà cơm gì? Con ở chổng anh vô anh chăm nó đi rồi hả? Muốn ăn gì tự nấu ăn. À, thôi ăn mì đi. À, bà dễ ăn chi chó mệt, ăn mì cho nó nhanh anh. Ủa là sao em? Vậy là em đi sinh nhật là em không nấu cơm luôn. Rồi con với anh ăn mì gói nữa. Thì ăn bữa nữa cũng đâu có sao đâu. Mà anh mệt quá à. Thì vợ chồng mình á là phải chia sẻ với nhau công việc nhà. Em đi làm anh cũng đi làm, nấu nướng chia nhau nấu chứ sao anh khoán hết cho em được. Trời, thì anh biết rồi. Đâu phải là lúc nào anh cũng đẩy hết cho em đâu, đúng không? Thì em là phụ nữ, thì mấy cái việc mà nấu nướng, chăm con rồi quần áo thì em quán xuyến, đâu có gì quá đáng đâu, đúng không? Mệt quá, nói hoài à. Em đi đây. Khoan đã, em ngồi lại đi, em đừng có nóng. Anh có chuyện muốn nói với em. Nói gì? Anh nghĩ là em nên bớt tiệc tùng lại đi. Sao anh nói gì vậy? Ngày trước á, mình ở chung với ba má, thì mình đi đâu á, mình gửi con cho ba má được. Bây giờ á, hai vợ chồng ra riêng rồi, em phải phụ anh chăm con chứ chẳng lẽ lúc nào em cũng muốn anh về sớm chăm con, phụ em. Trời, nói chuyện gì mà ngược đời quá vậy? Hồi trước á là mình sống chung với ba mẹ đúng không? Thì mình không có được đi đâu hết, đi chơi cũng không được, mà đi tiệc tùng cũng không được. Bây giờ không có rồi, mình sống riêng rồi đúng không? Thì anh phải cho em thoải mái một chút chứ. Anh biết là thoải mái rồi, nhưng mà em thấy đó, lúc trước á, tháng nào anh cũng có tiền lương tăng ca hết á. Còn bây giờ hả, thiếu điểm cũng bị trừ luôn. Cứ đi trễ về sớm. Hoài như vậy, chưa kể ra riêng rồi hả, ba mẹ cứ lâu cứ gọi điện càm ràm. Thôi chắc giờ ra riêng rồi không nhớ nhung gì tới hai người này nữa, không về thăm đó anh cũng khổ tâm lắm chứ bộ. Mệt quá, em nói thiệt luôn á, em tưởng đó là ra riêng á là vợ chồng mình sẽ vui vẻ, sẽ chia sẻ được với nhau nhiều hơn, mà ra riêng rồi ngày nào cũng cãi nhau hết, ngày nào cũng có chuyện hết, lặng sao mệt quá, khỏi đi sinh nhật gì nữa hết đi. Rồi nếu như mà em quyết định như vậy rồi á, thì hai vợ chồng mình ngồi xuống coi chỗ nào chưa đúng, chỗ nào sai, hai vợ chồng mình sắp xếp lại nha. Tình huống thứ hai diễn ra rất là nhanh chóng và nhẹ nhàng, nhưng mà nó cũng cho thấy vấn đề của cặp đôi này đang gặp phải, đó là những cái khúc mắc chưa thể giải quyết vì chuyện họ đã quyết định ra ở riêng. Ý kiến của khán giả như thế nào ạ? Hãy cho chúng tôi biết, mời bạn. Dạ, theo em thì hai vợ chồng ở trong tình huống trên nên ngồi lại với nhau bàn bạc để xem sẽ chia sẻ với nhau những công việc gì trong gia đình. Chứ phàn nàn, than vãn mà không thay đổi thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. Còn ai có ý kiến nữa không ạ? Mời bạn. Tôi nghĩ nếu hai vợ chồng cùng nhận ra vấn đề và cùng giải quyết thì mọi việc sẽ ổn hơn. Biết đâu khi ra ở riêng á, thì hai vợ chồng sẽ có trách nhiệm nhiều hơn với tổ ấm của mình. Còn ai có ý kiến nữa không? Dạ, mời chị ạ. Tôi thấy cái tình huống này á, nó cũng là những cái tình huống thông thường đối với những cặp vợ chồng trẻ mà ra riêng. Mà đặc biệt á, là những cặp vợ chồng trẻ mà khi sống chung á, là được bảo bọc, được lo lắng quá nhiều. Thực ra mà thấy á, thì nếu như mà muốn cho một cái cuộc sống của gia đình mà được ổn định mà đâu ra đó, thì người phụ nữ phải biết sắp xếp hết sức nỗ lực. Đúng rồi. Không có gì mà đúng tự nhiên rồi. Bắt phụ nữ, phụ nam làm cái gì? Thực ra là mình đang phân tích cho cặp vợ chồng này. Chứ không phải là giao mọi trọng trách cho phụ nữ. Trời đất ơi, cái cô này nè. Trời ơi, bây giờ cái quan trọng là nhà đã có con cái rồi. Ông ra riêng, trách nhiệm cuộc sống bao nhiêu thứ nó áp lực lên hai vợ chồng. Chị Linh Trang có nghe cái câu ông chồng đâu hả? Ăn mì gói nữa hả? Tức là cái câu chuyện ăn mì gói là ăn nhiều ngày rồi mà bây giờ vẫn có thể bình thường hóa xách cái bóp đầm đi sinh nhật. Gặp mà vợ Thuận vậy, Thuận sẽ làm gì? Mình may mắn là mình gặp vợ mình là người rất là quan tâm đến cuộc sống, cho nên là cũng chưa, bây giờ chị không hỏi bất chợt được. Quá, hỏi bất chợt quá. Được, nhưng mà nếu như Thuận là một anh chồng ở trong đó thì với cái bản tính của mình đó thì là mình sẽ không ôn hòa như anh ấy đâu. Mình rất là dễ chịu. Nhưng mà với cái kiểu mà người vợ mà bỏ qua tất cả mọi thứ để có thể dửng dưng bước ra ngoài đi như vậy á, thì là mình không chấp nhận. Nếu mà Tường đã có một cái người đàn ông của mình thì là Tường đi đâu
là cũng đi với cái người đó, mới gọi là đi chơi đi vui, còn không á thì ở nhà, thì là cùng ở nhà, trừ khi đi một mình là đi công việc. Cái công việc mình phải làm thì khi đã là công việc thì chồng phải chia sẻ, không phải đổ hết việc cho phụ nữ mà cũng không đổ hết việc cho đàn ông, mà chúng ta sẽ cùng nhau làm việc. Đúng. Cùng nhau giải quyết những cái việc trong nhà của mình. Nếu có con mà cảm thấy hai chồng đi chơi cùng đem con theo được thì đi, còn gửi con được thì gửi, còn gửi không được thì hai đứa ở nhà chơi với con, thí dụ vậy. Trường hợp em làm sao? Hội trưởng hội sắp xếp. Hội trưởng hội sắp xếp. Nghĩa là sắp xếp xong hết rồi mới đi đúng không? Em sắp xếp tất cả mọi việc. Ừ. Từ việc nhỏ xíu cho đến việc lớn. Cho nên là cứ thế mà làm, dây chuyền nhà em là một dây chuyền khép kín. Wow. Như đóng chai vậy đó. Tới đó, bụp cái dán nhãn tới đó là xuất ra cái chai. Tắm cho ba đứa cũng vậy. Vô rẹt rẹt quá, người còn lại ra mặc đồ nữa. Rẹt 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 mặc đồ. Và phải có sự phối hợp, hợp tác của những thành viên còn lại. Vợ và chồng đương nhiên là hai thành viên chủ chốt trong cái dây chuyền đó. Nhưng mà thường thì trong mỗi một ca trực thì sẽ phải là một người trực thôi, chứ mà nhiều người ý kiến quá thì nó sẽ rối. Cho nên thường em hay là người chủ động trong cái việc sắp xếp. Phần lớn là giờ buổi tối là giờ em dành cho các con. Cho nên em sẽ không bao giờ em lấy đi cái quỹ thời gian của những người mà em xem là quan trọng để dành cho việc riêng của mình. Tất nhiên thi thoảng Vân cũng có những cái buổi tiệc hoặc là một cái sự kiện nào đó mà có thể không cần có sự tham dự của chồng mình hay các con của mình thì em cũng sẽ sắp xếp để đi. Nhưng mà thường em sẽ chủ động trong cái việc là nếu biết hôm nay anh về muộn thì em sẽ chủ động em lái xe đi trước chứ không có đợi về. Tại vì khi mà về muộn như vậy á, là mình chờ mình đã cáu rồi thì dễ lời qua tiếng lại lắm. Và mình cũng mất hứng luôn, cuối cùng mình lại phải đi xin lỗi cái người mà mình đã hứa là tối nay sẽ gặp họ. Thành ra là cái việc chủ động trong cái sự sắp xếp đúng của phụ nữ là cực kỳ quan trọng. Còn không phải là ở đây mình không phải nói rằng là thôi vậy thôi ở nhà luôn đi, đừng có đi đâu hết á, chỉ có cần biết chồng con thôi, thì cái đó nó cũng gọi là bất công thì cũng không hẳn, bởi vì chúng ta coi cái điều đó là hạnh phúc. Nhưng mà cũng không nhất thiết là lúc nào cũng phải như thế, miễn sao là bạn có cái năng lực và sự chủ động trong cái sự sắp xếp là đều là ổn. Nhưng mà em nghĩ rằng phụ nữ đúng là cái người thực sự quan trọng để làm việc này. Hiếm có người phụ nữ nào như em cũng lắm có luôn kỹ đó. Năng tổ chức và đúng luôn vậy. Hướng về cái mối quan hệ gia đình giống hai người phụ nữ ngồi đây. Qua cái tiểu phẩm thứ hai á, tôi mới hiểu lý do tại sao mà cái cô bạn thân của cổ á rất lo lắng cho cổ. Hiểu được cái tính của nhóm này. Hiểu được lý do rồi. Là bởi vì cổ ra riêng không phải để cổ trưởng thành hơn, để cổ rèn luyện, để cổ độc lập hơn, mà cổ ra riêng chỉ vì cái sở thích cá nhân của mình thôi. Để được đi chơi. Để được đi chơi, để được thoải mái. Vì chắc chắn là nếu mà một người phụ nữ đã có gia đình mà ở cùng với bố mẹ hai bên á, thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Bố mẹ không vừa lòng là cái chắc rồi. Mà không vừa lòng là thể hiện ra cái mối quan hệ giao tiếp là cũng mất lòng nhau. Mà như thế là gây gỗ cãi vã. Và với tính cách anh chồng xuất hiện nữa thì tôi nghĩ cái người khổ nhất khi họ ở chung á là cái anh chồng này nè. Mà riêng bản thân mình là một thành viên ở trong gia đình mà chúng ta không có đặt cái tâm trí của mình vào đó thì cho dù có ở chung hay ở riêng thì cái cặp vợ chồng nó cũng sẽ gặp khó khăn. Nên nãy Cát Tường có nói một ý là với vợ chồng này thì tốt nhất là về ở chung. Thực sự Tường, với cặp vợ chồng thế này mà cô vợ không chịu thay đổi, về ở chung thì cũng sẽ có ngày tan đàn sẽ nghe. Về ở chung nhà là hôm nay nấy ở luôn á. Ngày cô vợ ra riêng một mình, còn anh chồng ảnh sẽ ở lại nhà của ảnh. Cho nên cái sự thay đổi ở đây tôi nghĩ chính là cái thay đổi cái quan điểm về gia đình. Nếu họ tiếp tục ở riêng nữa hay bây giờ họ quay về nhà họ cũng không sao hết, mình đều ủng hộ. Nhưng mà cái quan điểm về gia đình của người vợ là phải thay đổi. Còn nếu quan điểm đã thay đổi rồi thì mình phải thực hành những cái kỹ năng của một cái người phụ nữ hiện đại là tổ chức cuộc sống gia đình. Mình không thể tận tay làm hết mọi thứ, nhưng mà mình sắp xếp nó, bố trí nó. Cho nên ngay từ đầu chúng ta nghe người bạn thân kia nhắc nhở là ra riêng thì phải có những kỹ năng để ra riêng, thì tôi thấy nếu như mà ai chuẩn bị tâm thế ra riêng cũng đều chuẩn bị những kỹ năng đó thì chắc chắn là sẽ hạn chế được những cái mâu thuẫn vợ chồng như thế này. Anh chị có muốn bổ sung thêm gì nữa hay không ạ? Trước khi chúng ta tạm biệt nhau ạ? Theo Quốc Thượng thì cần phải có thêm một số những cái kỹ năng mà nó thiên về cảm xúc đó. Như Quốc Thượng nói là khi mình ra riêng mình nên lựa chọn những cái nhà mà nó gần với ba mẹ để mà có thể là thường xuyên qua lại thăm nom. Mình luôn luôn nghĩ rằng là ông bà là chăm giữ con cháu và lo lắng cho cuộc sống của vợ chồng. Nhưng tại sao chúng ta không nghĩ là chúng ta ở gần như vậy để có cơ hội để chăm sóc ngược lại ông bà? Tại vì ông bà cũng đã lớn tuổi rồi. Rồi khi mà mình có một sự quan tâm đến với ba mẹ vợ hoặc là ba mẹ chồng
thì chắc chắn rằng là sợi dây tình cảm nó sẽ càng ngày nó càng thắt chặt hơn nữa. Còn một điều nữa là khi mà ra riêng á, cái điều quan trọng nữa đó chính là cái tài chính. Đó, nếu như mà tiêu xài hoang phí, có thể đi chơi, đi sinh nhật, đi hội hè này nọ đồ, rất là dễ coi như là tiêu hao số tiền và nó ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình. Như cô vợ hồi nãy mà ngày nào mà cũng đi sinh nhật không là cũng rất là mệt. Không lẽ sinh nhật tới ăn không mà đi về, đúng không? Sinh nhật xong là cũng phải có quà, mà quà là đâu, là tiền đó. Rồi sinh nhật xong rồi đi 2-3 tăng nữa cũng phải tốn tiền, cho nên cái việc tài chính cũng phải cân đối hết sức là cẩn thận. Qua những điều Quốc Thuận nói thì Tường chỉ rút ra như thế này: dù mình ở chung hay là mình ở riêng thì mình cũng đều phải có cái cách sắp xếp cái gia đình nhỏ của mình, nó phải là hợp lý, nó phải khoa học. Ví dụ ngay cái tiền bạc thì dù mình ở chung thì mình cũng phải sắp xếp bố trí cái tiền bạc, mình phải có một cái quỹ, ví dụ như là bao nhiêu phần trăm thì sẽ làm cái việc này, bao nhiêu phần trăm làm việc này việc kia. Có nghĩa là dù mình ở đâu mình cũng phải có cái kế hoạch chi tiêu cho cái đồng tiền của mình. Còn cái chuyện về ông bà, cái quan điểm của Tường là thích gần gũi gia đình, cho nên Tường nói một chút xíu về cái chuyện mà nội ngoại hai bên á. Đôi lúc như nè, nói thì rất dễ nhưng mà không phải thực hiện là được. Nội cái lời nói mà mẹ anh hay mẹ em hay mẹ tôi là nó đã làm cái ranh giới tình cảm rồi, đúng không ạ? Nếu như mà anh mà thấy mình mà yêu thương mẹ anh giống như yêu thương mẹ của mình thì có phải anh sẽ yêu thương mình gấp bội không? Khi mình đã chọn ai đó rồi thì mình hãy xem tất cả những cái gì của người đó là của mình hết á. Thì nếu là của mình thì mình sẽ chăm sóc cả hai bên nội ngoại đều như nhau, công bằng, trách nhiệm, cái gì cũng đều như nhau, chứ đừng có bên nặng bên nhẹ thì rất là khó sống với nhau. Quốc Thuận khuyên là các bạn, trong hai người phải có người biết lo xa. Cả hai người mà không biết lo là đó mới là điều đáng lo. Và quan trọng nữa là trong cuộc sống phải luôn luôn đặt mục tiêu. Nếu không có mục tiêu là rất dễ vỡ. Rất là hay, đó là những chia sẻ của các khách mời ngày hôm nay. Và các anh chị đã giải quyết được cái vấn đề mà chúng ta đặt ra. Xin cảm ơn chị Linh Trang, anh Quốc Thuận và chị Cát Tường rất nhiều.